Rồi Vũ Linh xin chào toàn thể anh em và bà con đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Đó, hôm nay là em soạn được ba con máy lên giới thiệu cho anh em ha. Ba con phần này phải gọi là ba con chuyên dài tới nắp nha anh em. Đó, hôm nay là tiếp tục tặng nhớt cho anh em luôn nha. Đó, hôm nay lỡ chơi chơi lớn luôn. Đó là tặng cho anh em là đến thứ hai anh em. Đó, tặng cho anh em là đến thứ hai luôn. Đó là đến 4 giờ chiều ngày thứ hai là em sẽ ngưng cái chương trình mà tặng nhớt này ha. Đó, tiếp tục tặng nhớt cho anh em đến thứ hai. Rồi nhiều anh em mà nào mà mua máy trước á, mà không có được tặng nhớt á, thì cũng thông cảm giùm em ha. Đó, cái này cũng như nhẩu hứng thôi. Đó, nhớt này là màu đỏ luôn nha anh em, ở trong là nó màu đỏ luôn ha. Mình pha là nó săn, nó sẽ đỏ 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 lại đó. Đó là mình nhìn vô là mình biết săn của mình là pha rồi ha. Nếu còn ba cái nhớt xanh đó mình pha vô nó không có dấu hiệu. Rồi, hôm nay là tiếp tục nối đuôi theo clip hôm qua anh em, là báo danh từ số 12, 13 và 14 ha. Đó, con đầu tiên là con kêu gít Tokyo 2320 nè, đẹp nè ha. Đây là 261 nè. Đó, đây là 261 trợ lực nè. Trợ lực thì chéo quanh gồ tay đỏ luôn nè. Đó. Rồi anh em nào thích con nào thì chốt. Tặng nhất này là tặng cho những là anh em mua đến thứ hai, anh em là mua con nào em cũng tặng nha, cho nghe clip nào cũng tặng luôn nha, chứ không phải là chỉ ba con này nha. Đó là anh em chốt đơn là từ hôm nay đến 4 giờ chiều thứ hai là được tặng một chai nhớt đi kèm ha. Đó, không chỉ là riêng con này nha, mua con nào cũng được tặng luôn. Mấy clip cũ đó là còn máy đó anh em chốt vẫn được tặng luôn nha. Rồi tặng kèm theo chai nhớt là gì, vẫn tặng như cũ luôn anh em, là dây đeo nè, lưỡi chém nè, tiếp mugi nè, ổ cước nè. Đó là 4 món đi kèm cho mình ha. Đó, 4 món đi kèm với ảnh. Đó, rồi anh em nào không sử dụng ổ cước thì đổi lên lưỡi tròn, mà không sử dụng lưỡi dài thì đổi lên lưỡi tròn ha. Cái đó tùy anh em muốn đổi gì đổi nha. Rồi anh em nào mà muốn bơm nước nữa thì mua giùm em, thêm giùm em cái đầu bơm 100.000. Đó, đầu bơm 100.000 ha, là mình gáp vô là mình bơm nước. Rồi, vô chi tiết cho anh em là con đầu tiên ha, là con số 12 ha. Đó, con này là Kyuit Echo anh em, Kyuit Echo 2320, con này còn đẹp lắm nha anh em. Đó, đẹp lắm đẹp. Đó, còn trên 99% luôn, bình xăng dưới nè. Bình xăng zin nha. Đó, cái bình xăng zin của nó nè anh em thấy không? Nó còn mới chát luôn. Nè, cái chân thun đó nè. Đó mà nó còn nói chung là chưa mòn luôn anh em. Cực kỳ đẹp nha. Đẹp tới tầng con ốc luôn. Đó, con này nằm 32 ly thôi anh em. Đó, nằm 32 ly 23cc ha. Đó. Chụp giật này có trợ lực nhỏ cho mình luôn nè. Có giới thiệu trợ lực nhỏ ha. Đó, tem nhật còn luôn ha. Đó, đây cái vú con này là xài bít tông ga. Ủa, xin lỗi anh em, xài là ga ngang. Nhưng mà vú trước ha. Đó, cái bộ chế này sau này mình có hư hỏng gì đó mình mua bộ chế thằng Trung Quốc đó. Mình gáp vô là vừa y luôn nha anh em. Bộ chế Trung Quốc 260 đó gáp vô là vừa y luôn, không cần chế cháo gì hết nha. Đó, anh này là sở hữu cho nó là tum nhôm, tum liền anh em, tum nhôm tum liền. Đó. Đây, áo sống đồ mình nói chung là máy đẹp lắm nha anh em. Con này còn đẹp máy tuyển mà. Đó, con 12 giá 1.8 nha anh em, 32 ly giá 1.8. Đây, đầu bò zin nè, chén cỏ zin nè, thấy không? Đó, tem cần còn luôn anh em. Đó, tem cần còn zin luôn ha. Đó. Đây, Kyuit Echo 2320. Đó, dòng này là dòng đời cao nha anh em. Đó, đời cao hơn 230 ha, 235 rồi đó là đời thấp, con này là đời cao nha. Rồi tết nổ em ơi. Gam ti chạy nghe sướng tai lắm nha anh em. Nó dừng rất là nhạy nổ và giòn ha nè. Nó chạy như xì bò vậy đó nè. Mấy con ốc bộ chế đó mà nó còn đẹp nè anh em thấy không? Đó, cái vú này là vú xăng zin luôn nha. Vú xăng zin em chưa thay luôn ha. Nó vú này như vú Mỹ đó, nó dài thòn luôn. Đó, rồi. Tiếp theo là hai em 12, 13 và 14, xin lỗi anh em ha. 13 và 14 là hai em tên là 261. Em này là 2.5 triệu, em này là 2.7 triệu. Tại sao nó mắc hơn là tại vì con này nó đẹp hơn. Nó còn đẹp hơn, nó còn zin ha. Còn con này là bình xăng thay mới. Đó. Rồi con này sử dụng chụp giật trợ lực. Con này thì giật thường nha. Con này có bình xăng quanh gồ tay đỏ thì con này không có ha anh em. Đó, hai đặc điểm khác ha. Đó, Mitsubishi. Lốc đều đóng mất anh gia băng cho mình nha anh em. Đó, lốc đóng hết nha. Đóng mất anh gia băng hết nha anh em. Đó, hình thức á, thì nói chung cái dàn hơi á, thì nói chung là hai con á, thì nó chất lượng như nhau anh em. Đó đây nè, em sẽ soi chi tiết cái dàn hơi ở trong cho anh em xem ha. Đấy là máy móc còn cực kỳ sáng nha.
là máy này là còn zin hết nha anh em. Đó, còn zin hết, là chưa rút đầu rút cổ, chưa thay nồng thay bạc thay hơi gì hết nha, là còn zin. Đó, là giá là 2,5 triệu ha. Còn con này là 2,7 triệu. Rồi, còn cái dòng tên là 26 á thì nó sẽ thấp hơn anh em. 2 triệu có, 2 triệu 2 có, 2 triệu 3 có. Đó, mà những con máy rẻ nhiều khi đó là những chỗ người ta bán không uy tín đó, những con máy giá nó rẻ thì người ta sẽ thay thế rồi ha. Đó, thay thế đồng bạc gì đó, anh em sử dụng một thời gian là nó sẽ đổ hơi và nó sẽ hư ha. Đó, còn cái này là nguyên zin, Nhật Bản về ha, là còn rất là đẹp. Đó, đây cái tâm này nó hơi bị chóc sơn nghe nè, chóc sơn xíu ha, còn bánh thử nghe nè, cái máy móc còn rất là đẹp. Đó, thấy không, 261. Đó, tâm do bị chóc sơn nghe nè. Đó, đây 261 luôn ha. Đó, hai này là nồng 33 ly nghe nè, đồng 33 ly và 26cc ha, tâm nhôm tâm gầy hết. Đó, tâm này mình giờ mình bỏ xịt thuốc là nói chung là hết bài luôn. Đó, hết sảy luôn. Con này thì công tắc bật lên bật xuống nha anh em. Đó, còn thằng này thì xài công tắc nhắn ha, và ga nằm đây luôn nha. Đó, con 14 đây là nó xài có một tay hàng anh em. Đó, nó xài có một tay nè, anh em là không thích một tay thì em đổi lên cho hai tay ha. Đó, còn muốn ga bóp hay là ga giữ gì đó thì báo em đổi cho hết nha. Đó, đổi hết cho anh em luôn. Đó, đầu bò zin hết nha, đầu bò zin, dán cỏ zin nè, dán cỏ còn đẹp luôn. Đó, con này tem cần còn ha, con kia nó chóc bà ra rồi. Đó, rồi tới nổ đi em. Giam ti thì thầm luôn nghe anh em. Đây, máy đang chạy nghe anh em. Thấy không? Chạy cực kỳ ấm, cực kỳ giòn ha, vàng hơi còn chất lượng lắm nha anh em đó. Con này mà anh em về mà phải nhớ chuẩn đầy đủ ha, là xài là 5-10 năm, 20-30 năm luôn á. Đó. Đó là tầm 15 năm là nói chung là không hơi hám gì nữa nha anh em. Đó, tại vì cái vàng hơi mình còn chuẩn. Đó, mình xài từ giật lại con này coi. Thấy không, máy móc còn chuẩn là gam ti cực kỳ êm nha, không kêu không kiết gì hết, chạy cực kỳ phao. Đó, rồi tỷ lệ xăng pha nhớt là 1 lít xăng pha dùm em 40cc ha. Đó, pha dùm em 40cc nhớt 2 thầy là chuẩn đó, 40-50 là chuẩn nhất nha anh em. Đó, rồi con này có chơi lực nè, con này giật nhẹ lắm nha anh em, nắm ra là chạy chứ giật còn đẹp luôn. Đó, rồi 12, 13 và 14 nha anh em, 12, 13, 14. Đó, bao ship tặng kèm 4 món cộng thêm một chai nhớt. Đó, rồi anh em nào thích thì chốt vô số điện thoại em là 0972949527 ha. Đó, hoặc là kết bạn Zalo em số đó luôn nha anh em. Đó, hay là để điện thoại xuống dưới bình luận, để số điện thoại dưới phần bình luận em sẽ gọi để điện lại chi tiết, có chi tiết cho anh em ha. Đó, rồi anh em nhớ bỏ ra vài giây cho em một lượt đăng ký nha. Rồi, bye bye anh em ha.